mỗi phút ghi hình được đăng tải đó là ôi. Anh muốn quay cái gì? Em khó ở rồi, khó ở khó tính khó chiều, ok. Ok. Trời ơi đau chân quá. Từ video đầu tiên đăng tải ngày 14 tháng 1 năm 2021, Goldmark City, đến nay sau một năm cố gắng và nỗ lực không ngừng, ekip phòng thương mại điện tử Nhà Ngay đã sản xuất được gần 100 video với hàng nghìn lượt xem và đăng ký kênh, đưa tới cho khán giả những góc nhìn và thông tin đa chiều về bất động sản với những chuyên mục nổi bật như talk show mách bạn những bí mật nghề sale, đánh giá nhận định của chuyên gia về nhịp sống bất động sản tại các địa phương, review dự án, nhà, căn hộ, các dự án bất động sản hot, review bốn phương, đường phố, phường, khu vực nổi bật của Hà Nội, bản tin bất động sản, câu chuyện doanh nhân, v.v. bất chấp những khó khăn mà đại dịch mang đến trong năm 2021. Xin chào quý vị, hiện Bảo Ngọc và Trà My đang có mặt tại Nhật Tân. Và nơi đây là điểm hẹn của người dân thủ đô mỗi khi dịp Tết đến xuân về. Và như quý vị có thể thấy thì ở Nhật Tân, từ xưa đến nay đã có truyền thống trồng đào. Và người dân ở đây thì đã đạt đến một cái trình độ có thể nói là nghệ nhân mà không nơi đâu có được. Chị Ngọc ạ, đây cũng là khu vực nằm trong dự thảo quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, đã và đang tạo ra những cái kỳ vọng mới về diện mạo mới của thủ đô. Với hai bên bờ sông khang trang và hiện đại, với 10 cây cầu bắc qua sông, tạo đà cho sự phát triển thủ đô cũng như là các khu vực lân cận. Đồng thời thì cũng là cái địa điểm vui chơi này, giải trí hay là cái không gian xanh cho thủ đô, hoặc là mỗi khi mà du khách đến đây tham quan đấy ạ. Song song với nhịp sống phát triển hiện đại và tốc độ đô thị hóa cao thì ở Hà Nội vẫn tồn tại những dãy nhà mang dấu ấn của cả một thời kỳ bao cấp trước đây. Đó chính là những dãy nhà tập thể như là phía sau lưng Bảo Ngọc và Trà My. Tuy nhiên thì nhiều căn nhà tập thể lâu đời Hà Nội đang trong tình trạng xuống cấp, không đảm bảo về việc phòng cháy chữa cháy hay yêu cầu về hạ tầng đấy chị Ngọc ạ. Cho nên là sắp tới theo kế hoạch số 335 KHUBND về việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ thì những căn nhà tập thể trên địa bàn Hà Nội sẽ được thực hiện dự án cải tạo, xây nhà chung cư mới đấy quý vị ạ. Và khi đọc được những thông tin trên ở trên các phương tiện truyền thông đại chúng thì ekip Nhà Ngay cảm thấy thực sự rất là may mắn. Khi mà trong suốt một năm qua, chúng tôi đã ghi hình được rất là nhiều những hình ảnh về những ngôi nhà tập thể này mang những nét đẹp rất là xưa cũ và hoài cổ. Và có thể đây sẽ là một trong những khoảnh khắc cuối cùng trước khi những ngôi nhà này bị thay thế bởi những cái mới trong tương lai gần. Những địa điểm mới, những nội dung mới sẽ không ngừng được cập nhật để gửi tới khán giả trên kênh Nhà Ngay. Ekip Nhà Ngay sẽ không ngừng cố gắng đưa tới cho quý vị và các bạn khán giả những video hữu ích và chất lượng, với mong muốn rằng các khán giả của Nhà Ngay sẽ có được cho mình những ngôi nhà trong mơ cùng với gia đình và đầu tư đắc lợi trong năm tới nhé. Nhân dịp Tết đến xuân về thì thay mặt cho ekip thì tôi xin chân thành cảm ơn các quý khán giả đã đồng hành và đã theo dõi kênh trong suốt một năm qua. Năm 2021 cũng qua đi với rất là nhiều cái thăng trầm của thị trường bất động sản cũng như là của nền kinh tế, và diễn biến dịch bệnh Covid-19 thì rất là diễn ra rất là phức tạp. Với cái việc mà tiêm chủng đã được phủ rộng trên toàn quốc thì chúng ta hoàn toàn là có thể tin tưởng và kỳ vọng một cái năm mới 2022 với cái sự thăng hoa của thị trường bất động sản cũng như là sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế. Chúng tôi cũng một lần nữa cũng rất là mong muốn và hy vọng là quý khán giả vẫn tiếp tục đồng hành với kênh của chúng tôi, tạo động lực cho chúng tôi để mà có nhiều video có chất lượng hơn, giá trị hơn. Tôi cũng xin chúc quý khán giả và đặc biệt là quý khán giả của Nhà Ngay một năm mới an khang và thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Chúc mừng năm mới 2022. Chúc mừng năm mới.